Xin chào cả nhà, hello cả nhà ơi, biết cái trái này trái gì không cả nhà? Cái này là trái giấm, nó rất là dễ trồng cả nhà. Lấy cái nhánh nó găm xuống là nó mọc, và mình ganh mình nhanh một ý ra, nên là nó được. Bây giờ mình làm thử nè cả nhà, ta nói nấu nấu làm cách xì tin đó cả nhà. Đó, bây giờ cả nhà lặt cái này đi nè, đó lặt mấy cái que xanh này đi nè, lặt cái que xanh này đi. Cái này là mình cho một xíu nước muối mình ngâm nghe cả nhà. Đó, mình lặt qua que xanh này, mình cho mình ngâm ngâm nước muối một chút. Nhà mình trồng nhưng mà cũng vẫn quen tay rồi, ngâm nước muối. Xong rồi bắt đầu ngâm nước muối, cả nhà rửa sạch đi, rồi cả nhà tách nó ra từng tép như thế này nè. Đó, rồi bắt đầu mình nấu cái nước đường. Mình cũng coi trên mạng thôi nha, chứ mình cũng không có biết cả nhà. Mình cũng coi trên mạng thôi. Rồi cả nhà mình đã rửa nước muối xong rồi, bây giờ bắt đầu mình tách nha cả nhà, mình tách đây nè. Đó, nó dễ không, nó có 5 cánh này, mấy cánh này mình tách ra, mình tách ra như thế này nè cả nhà. Đó, mình tách ra, mình cũng học trên mạng nha. À, có người thì gọi trái giấm, còn có người thì gọi bông atiso gì đó cả nhà, nên mình thôi mình cứ gọi trái giấm đi. Cái này là đó cả nhà, lấy như thế này nha. Rồi bắt đầu nấu với đường phèn thì ngon hơn, còn nấu với đường kia cũng được, đại khái có đường nào nấu đường đó. Đó, thấy chưa, đó như gì nè. Đó, mình lặt cái cánh hoa như vậy nè cả nhà, mình lấy cái cánh hoa của nó như vậy thôi nha cả nhà. Đó, mình làm thử thôi. Mình trồng một cây mà trái nó quá nhiều, nên mình coi trên mạng á là nấu với nước đường á, biết chi không, y như nước steam gì cả nhà. Nên hôm nay mình làm thử, nên là mình không dám trồng nhiều. Nếu mà ngon á cả nhà, mình dăm ra vài bụi có mà ăn ha, còn nếu mà dở thì thôi không trồng nữa, để một cây cho nó vui thôi. Cả nhà mình ăn không gì nè cả nhà, mình chấm muối nó chua chua, nó chua nó cũng ngon lắm cả nhà. Đó, cái hột nè, cái hột này trồng mọc không ta, mà cần gì phải trồng hột, cái nhánh không mà nó đã găm, nó đã mọc rồi đó. Cái tắc như vậy nè, đó tắc như vậy, xong bỏ vô cái nồi nước như vậy, nước đường mình tắt á, mình tắt từng miếng á cả nhà, nó không có được ngon. Bây giờ mình lấy cái dao gì đây nè, đây đó, mình khoanh gì đây ra luôn cả một cái gì nên luôn cả nhà, thấy chưa, đó ra luôn một cái nụ gì luôn. Tắt á nó bể ở dưới gốc nó còn. Bây giờ mình cách làm gì đây, quá tuyệt vời, suy nghĩ đây là cách mình tự suy nghĩ nha. Đó, còn người ta ở trên người ta quay là người ta lặt không á cả nhà, nhưng mình thấy lặt á nó còn ở dưới cái cuốn rất là phí phạm. Mình làm gì đây nè cả nhà ơi, thấy chưa, quá đẹp luôn luôn cả một cái nụ luôn. Rồi bây giờ mình cho coi nè, ra nước xì tin nè, trời ơi mình coi ở trên mạng á, trong khi nhà mình có chồng nữa, còn có 3 nụ thôi tính sao đây. Đó, nhà mình có chồng, thấy chưa cả nhà, y như nước xì tin chưa. Đó, trời ơi, công nhận hay nhẹ. Nè, mình mới nước sôi mình thả vô thôi mà cái màu nó đã gì rồi nè cả nhà. Trời ơi, không ngờ. À, vậy là ngon rồi, ngon rồi. Nó chua cỡ này nè cả nhà, mình nấu với nước đường á, cái mùi chua ở đâu mất tiêu cả nhà ơi, nó không còn chua nữa mà nó có cái mùi thơm. Cái mùi nó thơm nhẹ, cái mùi nó chua nhẹ nhưng mà nó thơm thơm ngon ghê cả nhà ơi. Trời ơi không ngờ mà ngon thế ta. Rồi mời cả nhà uống nước trái giấm làm ra bằng nước xì tin nha. Ok.